Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin trưa ngày 1 tháng 7 năm 2017 của kênh truyền hình YouTube. Bản tin hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý sau. Cộng đồng doanh nghiệp Việt-Nga đón nhận cơ hội mới. Mở hệ thống giao dịch điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh. Bắt khẩn cấp tài xế xe container, hất văng cảnh sát giao thông khỏi đầu xe. Hà Nội bỏ ý định thu hồi xe máy cũ nát từ năm 2018. Quốc hội Đức thông qua hôn nhân đồng giới. 149 cao ốc ở Anh không đạt chuẩn an toàn. Trung Quốc cho biết tuyên bố chung với Anh về Hồng Kông không còn giá trị. Sáng qua ngày 30 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tọa đàm Kinh tế Việt-Nga được tổ chức với sự tham gia của gần 500 doanh nghiệp hai nước. Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, về thương mại, hiện nay Liên bang Nga là đối tác quan trọng của Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2016 đạt trên 2,7 tỷ USD. Với Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh Kinh tế Á-Âu đã có hiệu lực, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có hy vọng các sản phẩm dệt may, nông, thủy, hải sản đã qua chế biến, đồ gỗ, điện tử, hàng tiêu dùng của Việt Nam có cơ hội tiếp cận thuận lợi hơn với thị trường Nga rộng lớn. Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại miền Nam vừa ra thông báo sẽ triển khai hệ thống giao dịch điện tử kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Thông qua hệ thống giao dịch điện tử, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước có thể bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại Việt Nam, thuận tiện hơn trong tất cả các khâu thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả. Đại tá Đậu Hiền Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết đây là bước cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của Việt Nam theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Sáng ngày 1 tháng 7, Thiếu tá Trần An Ninh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt khẩn cấp ra lệnh tạm giam tài xế Lưu Văn Châu, 26 tuổi, trú tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tài xế này là người đã điều khiển xe container hất văng Thượng úy Nguyễn Anh Đức thuộc đội Cảnh sát Giao thông phía Bắc khỏi đầu xe xuống đường vào chiều ngày 30 tháng 6, khiến Thượng úy Đức bị thương nặng ở đầu và đang trong tình trạng nguy kịch. Sáng ngày 30 tháng 6, tại buổi họp báo giới thiệu nội dung kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, trưởng ban đô thị Nguyễn Nguyên Quân cho hay, tờ trình mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về đề án quản lý phương tiện giao thông không còn nội dung thu hồi xe máy cũ nát trong giai đoạn 2017-2020 như dự thảo được đưa ra lấy ý kiến trước đó. Ông Quân cho biết, vì cơ quan soạn thảo thấy rằng nội dung này còn phải xem xét và tính toán kỹ hơn, vì thế dự thảo nghị quyết trên Hội đồng Nhân dân sẽ không có việc thu hồi xe máy cũ nát. Theo đó, nội dung thu hồi xe máy cũ nát vào năm 2018 được mềm hóa bằng phương pháp giai đoạn 2017-2020 sẽ điều tra, rà soát, thống kê lượng xe máy đã qua sử dụng. Chiều ngày 30 tháng 6, theo giờ Việt Nam, với 393 phiếu thuận so với 226 phiếu chống, Quốc hội Đức thông qua luật hôn nhân đồng giới. Các nghị sĩ Đức đã bỏ phiếu sau một cuộc tranh luận ngắn, nhưng rất gay gắt về vấn đề này. Bản thân Thủ tướng Đức Angela Merkel là người bỏ phiếu chống, nhưng chính bà là người dọn đường cho hôn nhân đồng giới trở thành hợp pháp tại Đức. Hồi thứ Hai ngày 26 tháng 6 vừa qua, bà Merkel nói rằng các nhà làm luật có thể xem vấn đề hôn nhân đồng giới là câu hỏi của lương tâm và cho phép từng thành viên trong liên minh cầm quyền bỏ phiếu riêng rẽ. Trước đó, liên minh cầm quyền của bà Merkel phản đối hôn nhân đồng giới. Sau vụ hỏa hoạn thảm khốc ngày 14 tháng 6 ở tòa nhà Grenfell, phía tây thủ đô London, làm ít nhất 80 người thiệt mạng, chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã tiến hành kiểm tra vấn đề an toàn tại hàng loạt nhà cao tầng. Reuters dẫn thông báo mới nhất được phát ngôn viên của bà May đưa ra cho hay. Cho đến nay, tấm chắn bên ngoài 149 tòa nhà tại 45 khu vực đều không vượt qua cuộc kiểm tra, tiếp tục là tỷ lệ 100% không đạt chuẩn. Một số chuyên gia về an toàn phòng cháy chữa cháy cho rằng, việc gắn thêm tấm chắn bên ngoài tòa nhà Grenfell là nguyên nhân khiến ngọn lửa lan rộng. Theo Reuters, ngày 30 tháng 6, chính quyền Bắc Kinh khẳng định tuyên bố chung Trung Quốc-Anh năm 1984 về việc quản lý Hồng Kông sau khi hòn đảo này được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997 đã là một văn kiện lịch sử và không còn nhiều giá trị thực tiễn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khẳng cho rằng chính quyền Bắc Kinh không còn bị ràng buộc thỏa thuận nói trên. Ông Lục Khẳng nhấn mạnh hiện Hồng Kông đã trở về với vòng tay của đất mẹ được 20 năm. Tuyên bố chung Trung Quốc-Anh một văn kiện lịch sử đã không còn có bất cứ giá trị thực tiễn nào và không ràng buộc chính quyền trung ương Trung Quốc về những cách thức quản lý Hồng Kông. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa ngày 1 tháng 7 năm 2017 của kênh truyền hình VnTV. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.